Và bố của mình quay bao nhiêu thách ta, cả toàn cả chung cả cận các thứ là cũng tính phải 6-7 cú tát đó. Và cũng cảm ơn cô chú đã giúp Chi hoàn thành thật là tốt cảnh quay này, cũng như là mặc dù tát đôi lúc hơi đau một chút nhưng mà cũng thuộc vào dạng là rất là nương tay với Chi rồi đó. Chứ còn nếu mà tát thật như ở ngoài thì chắc là bây giờ Chi còn không nói chuyện được với mọi người nữa. Đạo diễn là đạo diễn. Em trời ơi, bây giờ đại vô cùng đây rồi.